Xin chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to We Movie. Trong khi Netflix đang làm mưa làm gió trên nền tảng chiếu phim trực tuyến của mình với mùa 4 của Stranger Things, thì ở một diễn biến khác, Amazon Prime cũng không hề kém cạnh khi tung ra con át chủ bài mang tên The Boys mùa 3, series phim về các siêu anh hùng biến chất cứ ra mùa nào là gây bão mùa đó. Ba tập đầu của mùa 3 đã ra mắt với một diễn biến thậm chí còn khó lường và điên rồ hơn trước. Vậy nên ngày hôm nay, hãy cùng Way to Way Movie đi qua diễn biến và tất cả những điều có thể các bạn đã bỏ qua khi xem 3 tập đầu tiên của mùa 3 này nhé. Let's go! Một năm sau những sự kiện của mùa 2, nhóm siêu anh hùng Seven đang tham gia buổi công chiếu bộ phim Dawn of the Seven do mình tự đóng. Hiện tại, Huey và Starlight đã công khai mối quan hệ tình cảm. Victoria Newman, kẻ làm nổ tung đầu mọi người ở cuối phần phim trước, cũng ở đây. Đặc biệt, cô được một thanh niên liên tục gọi là Nadia. Thân phận Stormfront là một con người theo chủ nghĩa phát xít đã bị lật tẩy ở phần phim trước, cũng ảnh hưởng tích cực lớn đến Homelander, khiến hắn bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tâm lý bất thường. Huey và Billy sau đó đã có một cuộc cãi vã ngắn trong nhà vệ sinh về cách thức hoạt động của nhóm The Boys hiện tại. Billy cần Huey đồng ý để thực hiện một nhiệm vụ mà họ đang theo đuổi. Ở một địa điểm khác, Frenchie và Kimiko thâm nhập vào một nơi ăn chơi bệnh hoạn với điểm nhấn là tên siêu anh hùng Termite có khả năng phóng to thu nhỏ. Sau khi hắn chơi đồ quá liều và làm nổ tung thân xác của người bạn tình từ bên trong, Frenchie, Kimiko cùng với Billy lúc này đã xuất hiện và bắt được hắn. Buổi sáng hôm sau yên bình khi Huey thức dậy và tập thể dục với Starlight, sau đó đi đến tiếp tục công việc tại Cục Liên bang chuyên giải quyết những vấn đề về siêu nhân. Tại đây, Huey tiếp tục nhìn thấy anh chàng đáng ngờ gọi Newman là Nadia hôm trước liên tục yêu cầu được gặp cô. Billy thì tranh thủ đến thăm cậu bé Ryan, hiện đang được chăm sóc và bảo vệ rất nghiêm ngặt dưới sự quản lý của đại tá Grace. Cựu thành viên Mew của nhóm The Boys đã ly hôn với vợ, cô hiện tại cũng đã có một người mới. Mew quyết tâm từ bỏ cuộc sống côn đồ và chú tâm hơn vào con gái. Tại trường quay, Homelander đến tham dự một buổi ghi hình và bắt gặp The Deep. Anh chàng sau khi thoát khỏi giáo phái đã kết hôn và thậm chí xuất bản cuốn sách về cuộc đời. Tuy nhiên thì vẫn bị Homelander dọa cho đái cả ra quần. Tại trụ sở của V.O.A.T., Stan Edgar nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc cung cấp V-24, một loại hợp chất giúp cho con người sử dụng nó sở hữu siêu năng lực trong vòng 24 tiếng. Mục tiêu của Stan là muốn V-24 được sử dụng trong quân đội, từ đó thu về khoản tiền khổng lồ. Stan Edgar sau đó cho gọi Homelander và Starlight đến, đồng thời thông báo Starlight sẽ trở thành đồng đội trưởng của nhóm The Seven, ngang hàng với Homelander. Trong buổi tuyển chọn thành viên mới cho nhóm The Seven sau đó, mọi chuyện còn rối ren hơn khi tình cũ của Starlight là Supersonic xuất hiện. Huey sau khi biết tin đã tranh luận khá căng thẳng về việc cô trở thành đội trưởng của The Seven, cũng như việc cô khá gắn bó với người yêu cũ. Homelander lúc này trở nên điên loạn vì bản thân đã mất đi vị thế vốn có. Hắn đến tìm Stormfront đang liệt giường để than vãn. Quay lại nơi làm việc, Huey được Newman yêu cầu thả tự do cho tên Termite. Billy mặc dù rất bất mãn với quyết định này, song vẫn đồng ý và làm theo lời của Huey. Tối đó, Queen Maeve đến gặp Billy và đưa cho anh hồ sơ về một siêu anh hùng có tên là Soldier Boy, tiết lộ về một thứ vũ khí có thể giết chết Homelander. Maeve cũng lấy trộm được 3 lọ thuốc V-24 và đưa cho Billy để phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Cùng lúc này, tên lạ mặt khả nghi đã đuổi theo và tìm gặp trực tiếp Newman bên ngoài trụ sở. Cả hai tâm sự rồi sau đó dẫn đến một cuộc đụng độ. Newman đã cho nổ tung não của anh ta. Lúc này thì Huey nhìn thấy hết tất cả và mới nhận ra Newman là một siêu nhân từ trước tới giờ. Billy trong lúc ngủ thì gặp ác mộng về việc mình sử dụng hợp chất V-24. Anh thức dậy và có cuộc trò chuyện với Ryan thông qua video call. Sáng hôm sau, Huey tiết lộ cho Starlight về bí mật của Newman. Cả hai lên kế hoạch để điều tra về quá khứ của cô với cái tên Nadia. Thế nhưng trước đó, Starlight phải đến V.O.A.T. để chuẩn bị cho buổi diễn chúc mừng sinh nhật Homelander. Cùng lúc, Billy đến thuyết phục Mew quay trở lại The Boys để phục vụ cho quá trình tìm kiếm thông tin về Soldier Boys. Tuy nhiên, chỉ nhận được cái lắc đầu vì bản thân anh mong muốn dành nhiều thời gian hơn với con gái. Trong khu công viên của V.O.A.T., Frenchie và Kimiko đến tìm Crimson Curtis, một cộng sự cũ của Soldier Boy, để tra hỏi thông tin của hắn. Tuy nhiên, lại đánh động cô ta chạy trốn và vô tình giết chết một người. Quay trở lại với buổi tiệc sinh nhật của Homelander, hắn ta yêu cầu Starlight ăn mặc lố lăng và hát chúc mừng sinh nhật, hòng hủy hoại danh tiếng của cô. Tuy nhiên thì với sự can thiệp của giám đốc Stan, Starlight đã khẳng khái đáp trả và còn dọa ngược lại Homelander. Huey ở nhà sốt ruột lo lắng và vì không muốn bản thân trở thành một kẻ vô dụng, anh đã tự ý đi tìm thông tin về Nadia một mình. Huey đến trại trẻ mồ côi chuyên chăm sóc trẻ em sở hữu năng lực và đánh cắp được thông tin. Từ đây anh biết được rằng Newman vốn là con nuôi của Stan Edgar, cục quản lý các vấn đề của siêu nhân, nơi anh cắm đầu làm việc để đấu tranh chống lại siêu nhân, thực chất lại là sân sau của V.O.A.T. Ở một diễn biến khác, Billy đến gặp Gunpowder, trợ thủ của Soldier Boy ngày trước để tra hỏi thông tin.
Tuy nhiên, sau màn khiêu khích Gunpowder bị Soldier Boy thông đít, Billy bị hắn ta nổi cơn thịnh nộ và bắn vào chân. Homelander chưa kịp tức tối sau khi bị Starlight bật lại thì ngay lập tức phải đi ngăn chặn một vụ tự sát của thiếu niên. Tuy nhiên thì tin tức Stormfront cắn lưỡi tự sát trong bệnh viện cũng bắt đầu tràn đến. Điều này khiến hắn phát điên và ép cô gái có ý định tự sát kia nhảy xuống trong khi cô đã dừng ý định tự tử lại. Huey sau khi điều tra được tung tích thì quay trở lại nơi làm việc và đụng độ với Newman. Sự bối rối của anh đã làm cô ta nghi ngờ. May mắn là Starlight xuất hiện kịp thời và giải nguy. Milk lúc này sau một thời gian suy nghĩ đã bàn bạc với vợ cũ và quyết định quay trở lại nhóm The Boys, quyết tâm khám phá ra bí mật về Soldier Boy. Tối đó, Huey gọi điện cho Billy và kể về việc Newman là siêu nhân và con gái nuôi của Stan, rằng bấy lâu nay anh là chúa hề khi làm việc cho quân địch. Huey thừa nhận rằng đấu tranh một cách chân chính đã không còn tác dụng. Giờ đây, họ sẽ lại phải cho nổ tung đít lũ siêu anh hùng khốn nạn kia. Điều này khiến cho Billy sôi máu, quyết định đến tìm Gunpowder một lần nữa. Tuy nhiên lần này, Billy sử dụng hợp chất V24 và biến bản thân mình trở thành một siêu anh hùng. Với khả năng tương đương Homelander, Billy đấm cho tên này sấp mặt, buộc hắn phải khai ra thông tin Soldier Boy có liên quan đến bà Grace Mallory. Tuy nhiên thì tác dụng phụ của V24 đã khiến Billy mất kiểm soát và cắt tên Gunpowder làm đôi. Trong buổi tiệc sinh nhật, tên Homelander vì đã không kiểm soát được nữa nên đã đứng lên phát biểu những lời mang tính giải tỏa tất cả cảm xúc tiêu cực của hắn, tố cáo khán giả là lũ The Brrrr, tố cáo Vought thao túng hắn từ bé. Tưởng chừng như với lần khóa mõm chúa lần đó, số phận Homelander đã được an bài. Tuy nhiên thì công chúng bất ngờ lại thích thú với những phát ngôn của hắn. Họ muốn hắn sống thật với bản chất của mình. Trở lại với Billy, sau khi sử dụng hợp chất V24, cơ thể anh cũng bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường. Thế nhưng tin mừng là Mew cũng đã quay trở lại hoạt động với nhóm The Boys. Họ nhận ra vì Newman là tay trong của Stan nên chắc hẳn ông ta đã biết vị trí của Ryan đang ở đâu. Họ ra dấu cho Grace Mallory đổi nơi ở, cũng như quyết định đến thăm Ryan một chuyến. Nhân cơ hội moi ra những bí mật về Soldier Boy mà Grace đã cất giữ bấy lâu. Để có lý do nghỉ làm ngày hôm đó, Huey đã nhờ Kimiko bẻ gãy một cánh tay. Tại Vought, Stan, Ashley và Starlight trao đổi về việc chọn siêu anh hùng tiếp theo vào nhóm The Seven. Starlight kiên quyết muốn lựa chọn một cô gái với nguồn gốc Afghanistan vào đội và điều này khiến Ashley không hài lòng. Một lúc sau, đích thân Homelander ra mặt về vấn đề này và quyết định sẽ cho The Deep một slot quay trở lại với The Seven. Starlight ngay lập tức phản đối và dọa sẽ đăng đoạn video mà anh đã bỏ rơi các hành khách trên chuyến bay xấu số ngày trước. Thế nhưng với việc danh tiếng đang tăng nên Homelander đã thách thức lại Starlight. Nếu cô dám làm chuyện đó thì coi như là dồn anh vào đường cùng, lúc đó cả thế giới sẽ biết đến nỗi đau. Tại buổi tuyển chọn thành viên của nhóm The Seven, Supersonic được những người trong ban tổ chức ngắm chọn nhưng Starlight không đồng ý. Cô nói chuyện riêng và thuyết phục anh từ chối gia nhập The Seven. Thế nhưng cuối cùng thì anh đã quyết định không bỏ rơi Starlight và hứa sẽ cùng cô chiến đấu với Homelander. Kết quả không ngoài dự đoán, The Deep và Supersonic là hai thành viên mới nhất. Trong buổi công bố thành viên, Homelander còn đi xa đến mức tuyên bố anh và Starlight đang yêu nhau. Ở một diễn biến khác, nhóm của Billy kéo đến nơi ở của Grace và Ryan để bắt bà ta khai ra chuyện gì đã xảy ra với Soldier Boy tại Nicaragua nhiều năm về trước. Chúng ta cũng biết rằng Soldier Boy là thủ phạm giết hại cả nhà Milk, đó là lý do anh bị kích động đến như vậy. Câu chuyện dần được lật mở. Grace ngày đó chủ trì một chiến dịch tuần thuốc phiện vào Mỹ để gây quỹ mua vũ khí, mục đích phục vụ cho việc đánh bại quân đội Nga. Khi đó nhóm Payback tương tự như The Seven hiện tại với sự chỉ huy của Soldier Boy đã đến. Cùng với đó là chủ tịch Stan Edgar. Ông nói rằng quân đội đang có kế hoạch đưa siêu anh hùng vào hệ thống quân sự và đây sẽ là một bài test thử nghiệm. Tuy nhiên với sự vô văn hóa của các siêu anh hùng, trại của Grace đã bị quân đội phát hiện và bắn phá. Các siêu anh hùng Payback thì ngu như mấy con bò khi không phân biệt nổi quân ta và quân địch, dẫn đến việc toàn quân của Grace chết gần hết. Soldier Boy, siêu anh hùng bất bại khi đó bị một thứ vũ khí bắn chết và xác bị bọn Nga chở đi. Xảy ra cùng lúc khi Billy đang chất vấn Grace, Frenchie bị một bà chủ cũ là Nina bắt đến và đe dọa vì cô bạn gái cũ của anh đã trộm cocaine từ bà ta. Tưởng chừng như đây là một điều xui xẻo thì cái khó lại ló cái khôn. Nina là người Nga và điều này có thể giúp nhóm của Billy tiếp cận được với thứ vũ khí kia. Kết thúc tập 3 khi Billy nói rằng cả bọn sẽ đến Nga. Trên đây là những diễn biến chính đã diễn ra trong 3 tập đầu của The Boys mùa 3. Nhìn chung, độ máu me bạo lực đã làm nên thương hiệu của The Boys sang đến mùa 3 đã được nâng mức táo bạo lên khá nhiều, khiến cho mình cũng như nhiều bạn khác chắc cũng đã khá thỏa mãn. Sau đây, hãy cùng mình điểm qua một vài chi tiết mà có thể các bạn đã bỏ lỡ khi xem 3 tập phim này nhé. Trong bộ phim Dawn of the Seven mà Vought mới ra, phản diện chính của nó là Stormfront. Điều này xảy ra sau khi thông tin cô là người của Đức Quốc xã bị bại lộ.
Điều đáng chú ý ở đây đó là diễn viên đóng vai Stormfront trong Dawn of the Seven chính là Charlize Theron. Cô đồng thời cũng là người thủ vai Clea trong mid-credit của Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Trong buổi công chiếu của Dawn of the Seven, ta có thể thấy logo của Vought Studio. Thiết kế của logo này gần như tương đồng hoàn toàn với logo của Marvel Studio. Trên thực tế, The Boys là câu chuyện châm biếm hướng tới các siêu anh hùng. Các nhân vật của The Boys đa số dựa trên các siêu anh hùng nổi tiếng của Marvel, DC. Chính vì lẽ đó, cú cà khịa nhái logo này cũng khá là dễ hiểu. Khi được phỏng vấn, Adam Burke, đạo diễn của Dawn of the Seven, còn nói rằng sau những lùm xùm của Stormfront và Đức Quốc xã, phía Vought đã có ý định dừng chiếu hoặc đẩy Dawn of the Seven lên nền tảng Vought Plus. Tuy nhiên, nhờ phong trào Release the Burke Cut, bộ phim đã tiếp tục được sản xuất và lên sóng. Đây là một cú khịa khá rõ ràng tới phong trào Release the Snyder Cut của các fan nhà DC đối với bộ phim Justice League. Ban đầu vì vấn đề gia đình, đạo diễn Zack Snyder đã rời dự án Justice League khi bộ phim còn đang dang dở. Sau đó, Warner Bros. Đã tuyển Joss Whedon, đạo diễn của The Avengers, về để hoàn thiện bộ phim. Thế nhưng, đây đã trở thành một quả bom xịt đáng quên. Nhờ đó mà phong trào Release the Snyder Cut nổi lên vô cùng rầm rộ. Zack Snyder's Justice League với thời lượng hơn 4 tiếng, từ đó đã đến với khán giả trên nền tảng chiếu phim trực tuyến HBO Max. Tên của bộ phim Dawn of the Seven là liên hệ trực tiếp đến phần phim Batman vs. Superman Dawn of Justice. Tương tự như trong Batman vs. Superman, Dawn of the Seven cũng là trận chiến giữa các siêu anh hùng, một bên là những thành viên của The Seven và bên còn lại là Stormfront. Trong câu chuyện kể về hành trình rời giáo hội của mình có tên Not Without My Dolphin The Movie của The Deep, hình ảnh cá heo này gợi nhắc trực tiếp đến một phân cảnh trong khi đang giải cứu cho một chú cá heo. The Deep vô tình phanh gấp khiến chú cá văng ra đường và bị xe cán nát bét. Đây được xem là một nỗi ám ảnh khá lớn đối với tên người cá biến chất này. Khi Avengers Endgame ra mắt, đã có một sáng kiến cho việc tiêu diệt Thanos, đó là cho Ant-Man chui vào trong người hắn ta và biến to ra. Việc đó sẽ phá nát tên Titan từ bên trong. Và The Boys mùa 3 đã thực hiện hóa ý tưởng này. Khi làm tình, Termite đã thu nhỏ bản thân lại và chui vào trong dương vật của tên người tình. Tuy nhiên vì bị hắt xì, hắn vô tình biến to ra khiến cho tên tình nhân này nát bét. Có lẽ chính sự kinh khủng này khiến cho ý tưởng Ant-Man Inside Thanos không bao giờ được thực hiện. Một trong những bí ẩn lớn nhất của series The Boys chính là khuôn mặt thật của Black Noir. Ẩn sau tên sát thủ lạnh lùng, máu lạnh, chỉ biết làm theo lệnh, thực chất là một kẻ như thế nào? Hóa ra khi còn là thành viên của nhóm Payback, trong một lần làm nhiệm vụ và gặp tai nạn, gương mặt của hắn đã bị phá tan nát. Đó chính là lý do mà Black Noir không bao giờ tháo mặt nạ. Cũng khá tội nghiệp vì trước đó hắn có đề cập rằng mình muốn bỏ mặt nạ khi vị thế trong nhóm đã cao hơn. Bài hát mà Starlight thể hiện trong cuộc thi tài năng siêu anh hùng trẻ là bản hit Baby One More Time. Đây là một bài hát của nghệ sĩ thu âm người Mỹ Britney Spears, nằm trong album phòng thu đầu tay cùng tên của cô. Nó được phát hành vào ngày 23 tháng 10 năm 1998. Trong phân cảnh khi Homelander khỏa thân trong phòng, xung quanh hắn ta là những bức tượng của những vị thần Hy Lạp. Điều này ám chỉ rằng hắn ta tự xem mình như là một vị thần của thế giới. Chiếc áo mà Huey đang mặc lúc nhờ Kimiko bẻ tay có ghi dòng chữ The Last Words. Đây là buổi hòa nhạc do ban nhạc Canada Mỹ The Band tổ chức vào ngày lễ tạ ơn 25 tháng 11 năm 1976 tại nhà thi đấu trận bang Winterland Ballroom, thành phố San Francisco. Buổi hòa nhạc được đạo diễn Martin Scorsese ghi hình lại và sau đó biên tập thành bộ phim cùng tên, phát hành vào năm 1978. Trong khi làm tình với người vợ của mình, The Deep đã nhìn vào con bạch tuộc để kích thích ham muốn. Không may sau đó, hắn ta bị Homelander ép ăn sống con bạch tuộc đó trước mặt mọi người. Kể cũng khá tội cho thanh niên, yêu sinh vật biển nhưng toàn vô tình hại hoặc bị ép hại chết chúng. Trong bộ phim Dawn of the Seven, tòa nhà Vought đổ nát khiến người xem không khỏi liên tưởng đến tòa nhà Stark sau trận chiến ở New York trong The Avengers. Đồng thời, quang cảnh đổ nát của thành phố cũng mang nhiều nét tương đồng với nơi các thành viên The Avengers tập hợp. Ca khúc cất lên trong khi Huey và Starlight ân ái với nhau là bài Uptown Girl của Billy Joel, ca sĩ yêu thích của Huey. Đây là một bài hát được viết và thể hiện bởi Billy Joel, phát hành lần đầu năm 1983 cho album của anh mang tên Innocent Man. Nơi Billy cất những lọ hợp chất V24 là một bức tượng hình chú chó Bulldog và chúng ta đã được thấy Bulldog trong phần phim thứ 2 tại nhà của bác Billy. Bộ trang phục mà các vũ công mặc theo yêu cầu của Homelander là bộ đồ của Starlight gợi cảm, khá giống với bộ đồ cô bị những người làm truyền thông ở Vought yêu cầu mặc trong hai mùa phim trước. Phân cảnh tấn công bằng năng lượng trong bộ phim Dawn of the Seven nhìn khá tương đồng với những trận đấu phép thuật trong Harry Potter. Chương trình truyền hình để tuyển chọn thành viên cho nhóm The Seven có tên là American Hero. Đây là bản parody của hai chương trình tài năng nổi tiếng ở Mỹ là American Idol và The X Factor.
Sau khi sử dụng V24, Billy trở nên vô cùng bạo lực, mất kiểm soát và tàn bạo hơn trước rất nhiều. Ngoài ra, năng lực siêu khỏe cùng khả năng bắn năng lượng từ mắt cũng là báo hiệu cho thấy nếu không dừng lại kịp, Billy sẽ trở thành Homelander thứ hai. Trong phân cảnh Huey đến trại trẻ mồ côi dành cho trẻ sở hữu siêu năng lực, ta nhìn thấy một đứa trẻ có tên là Teddy có khả năng dịch chuyển tức thời. Teddy này có thể chính là con của Stillwell, có khả năng về sau cũng sẽ trở thành một con tốt của Vought hoặc của Homelander. Trên đây là tóm tắt cũng như những chi tiết thú vị của 3 tập đầu mùa 3 series The Boys mà chúng mình tổng hợp được. Các bạn có đang ngóng chờ các tập tiếp theo giống như chúng mình không? Hãy để lại suy nghĩ ở phần bình luận nhé! Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn dành cho Way2Way Movie. Còn bây giờ thì Way2Way out!